Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2024, tức mùng 3 Tết Giáp Thìn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Những động lực chính cho sự phát triển của Hưng Yên năm 2023 và những năm tiếp theo. Mùng 3 Tết Thầy, nét đẹp truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt. Nét đẹp từ những tuyến đường kiểu mẫu gắn với mùa xuân là Tết trồng cây. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn xuyên Tết, ý thức của người dân đã thay đổi nhiều khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là không rượu bia. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tỉnh Hưng Yên liên tục đạt được những kết quả toàn diện, ấn tượng trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa thế và lực của tỉnh lên một tầm cao mới. Trong năm 2024 cũng như các năm tiếp theo, các động lực chính cho sự phát triển của tỉnh tiếp tục là cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, hiện đại, quy mô lớn, tập trung cao cho giải ngân vốn đầu tư công, tạo bàn đạp cho đầu tư toàn xã hội. Để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, không gì khác hơn là phải xây dựng được hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hấp dẫn với các nhà đầu tư. Mà muốn làm được điều đó thì giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt. Có mặt bằng là có không gian phát triển mới. Thực hiện tốt cái đề án giải phóng mặt bằng, đây là một cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bởi vì tất cả các dự án, rồi các đề án, các ý tưởng mà cuối cùng không giải phóng mặt bằng được, thì tất cả những nội dung trên cũng chỉ trên giấy thôi. Năm 2023, các khu công nghiệp chúng ta đã giải phóng được khoảng gần 500 hecta. Thế còn năm 2024 là kế hoạch chúng ta đề ra có phải trên 500 hecta. Chúng ta giải phóng thì ta có dư địa, nhưng mà thu hút đầu tư như thế này thì không phải là ta có thành quả ngay được đâu, mà phải nhiệm kỳ sau. Nhưng mà ta không làm từ hôm nay thì ngày mai không có gì. Muốn cho Hưng Yên phát triển thì chúng ta phải làm từ bây giờ. Hưng Yên đang là thị trường bất động sản công nghiệp hấp dẫn ở miền Bắc. Tuy nhiên, để phát triển nhanh nhưng phải bền vững, các dự án hiện đại, quy mô lớn, giá trị gia tăng cao mới là lựa chọn cần thiết của Hưng Yên. Đất chật, người đông, điều Hưng Yên cần là tăng mật độ kinh tế trên mỗi mét vuông đất, nâng cao chất lượng đầu tư hơn là số lượng dự án được thu hút. Vì địa lý của Hưng Yên là tương đối rất là thuận lợi và khá là gần với lại thủ đô Hà Nội. Chính vì thế thì chúng tôi cho rằng tỉnh Hưng Yên là có cái điều kiện thuận lợi hơn để thu hút những nhà đầu tư trong lĩnh vực nó giá trị gia tăng cao và công nghệ cao. Chính vì thế thì những cái lĩnh vực mà sản xuất linh kiện điện tử và một số lĩnh vực khác mà có liên quan đến công nghệ cao đều là chúng tôi đang quan tâm hơn. Năm 2023, từ nguồn vốn đầu tư công hơn 12.000 tỷ đồng, kéo theo tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh Hưng Yên đạt con số kỷ lục gần 70.000 tỷ đồng. Trong đó thu hút vốn FDI cũng đạt kỷ lục trên 1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên được giao kế hoạch vốn đầu tư công kỷ lục gần 20.000 tỷ đồng. Đây tiếp tục được xác định là nguồn vốn mồi quan trọng để dẫn dắt đầu tư tư nhân và đầu tư FDI. Một đồng vốn đầu tư công dẫn dắt lan tỏa lôi kéo được là 4,5 đồng đầu tư tư nhân. 20.000 tỷ của năm 2024 này đầu tư công giả định tiêu hết thì chúng ta sẽ kéo theo được 90.000 tỷ của đầu tư tư nhân và đầu tư FDI. Tổng đầu tư toàn xã hội sẽ là 110.000 tỷ. Với con số 110.000 tỷ này, cái chỉ số ICO cho biết là đóng góp vào tốc độ tăng trưởng của tỉnh Hưng Yên này 5-6%. Bên cạnh công nghiệp, phát triển đô thị cũng là một trụ cột trong phát triển của tỉnh Hưng Yên. Hiện nay, Hưng Yên đang góp phần tạo nên thị trường bất động sản sôi động phía Đông Hà Nội. Năm 2023, kinh doanh bất động sản tạo ra doanh thu dịch vụ hơn 70.000 tỷ đồng, tăng gần 160% so với năm trước, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Không những thế, các đại đô thị như Eco Park, Ocean Park 2 và 3 còn kiến tạo kinh tế đô thị, kinh tế ban đêm, tạo thành các điểm đến hấp dẫn trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, như bông hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, giữ trọn niềm tin yêu với Đảng luôn là phương châm sống của đảng viên Nguyễn Gia Liêm ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ông mãi là niềm tự hào, tấm gương sáng để các thế hệ sau phấn đấu noi theo. Mùa xuân này, ông Nguyễn Gia Liêm đã 95 tuổi,
Thời gian đã phủ trắng mái đầu, nhưng trái tim người đảng viên lão thành ấy vẫn luôn đong đầy tinh thần nhiệt huyết cách mạng, tình yêu quê hương, lòng trung thành sắt son với Đảng. Trong căn nhà nhỏ ấm áp, thơm mùi hương trầm ngày xuân, cầm trên tay quy hiệu 75 năm tuổi Đảng, ông xúc động nhớ lại khi mới 17 tuổi, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 2 năm 1947, ông nhập ngũ. Kể từ đó, đời quân ngũ cũng như duyên với nghề y của ông chính thức bắt đầu. Sau khi nhập ngũ, ông tham gia học lớp y tá 3 tháng với tinh thần chiến đấu dũng cảm, tận tâm tận lực phục vụ kháng chiến. Năm 1949, ông vinh dự trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự hào là mình đã được vào Đảng, là đảng viên thời kỳ đó rất ít. Do đó cho nên rằng được kết nạp chính thức là được hưởng tất cả các quyền lợi của đảng viên, nhưng đồng thời cũng là phải làm nhiệm vụ của người đảng viên với trách nhiệm cao hơn. Trên cương vị nào, ông cũng nỗ lực hết mình để làm tròn nhiệm vụ với Đảng, tận tâm và trách nhiệm với dân, chẳng quản ngại khó khăn, gian khổ. Sau khi cùng đồng đội tham gia các chiến dịch, làm giảng dạy và cứu chữa bệnh nhân ở trường Đại học Quân y ngày đó, Học viện Quân y bây giờ, năm 1991, ông được nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ, trở về với quê hương. Khi sức khỏe còn tốt, ông Liêm khám chữa bệnh miễn phí cho người dân địa phương. Cùng với đó, gia đình ông tích cực tham gia các phong trào của địa phương, gương mẫu đóng góp ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện. Giờ đây, hạnh phúc đến với ông thật trọn vẹn, con cháu của ông đều trưởng thành, có công việc ổn định. Gia đình ông bà nhiều năm liền là gia đình văn hóa, gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu Thảo Hiền. Và suốt đời theo Đảng, vì chỉ có Đảng mới có mình. Đối với các con cháu thì khuyên là như này, là phải làm những người công dân tốt, tự nguyện phấn đấu, rèn luyện để mà vào Đảng. Gia đình nhà cụ cũng là một trong những gia đình mà để cho nhiều các gia đình khác và thế hệ trẻ chúng tôi là noi theo. Gia đình nhà cụ cùng với địa phương để đóng góp vào cũng thành tích để dạy trạch được về đích nông thôn mới nâng cao. Ông rất vui và tự hào khi gia đình ông có 9 thành viên là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Đối với người Việt, Tết không chỉ là thời điểm quây quần, sum họp bên người thân, gia đình, mà còn là dịp thăm hỏi, tri ân thầy cô và làm đẹp thêm truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Trong không khí Tết đến xuân về, cô Hương là một trong 4 giáo viên của tỉnh Hưng Yên được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Năm nay, cô Hương không chỉ nhận được những tin nhắn chúc mừng, những cuộc gọi thăm hỏi mà còn tiếp đón nhiều học trò với các học sinh lớp 11A1.1, thì ngày mùng 3 Tết thầy năm nay cũng rất đặc biệt, bởi đây là năm học đầu tiên tại mái trường trung học phổ thông và cũng là cái Tết đầu tiên cô trò gắn bó với nhau. Ở trên lớp thì cô sẽ nghiêm khắc để dạy dỗ bọn em hơn. Còn ở đây thì cô rất là hiền, giản dị, gần gũi với cả chúng em ạ. Nhân dịp mùng 3 này chúng em rất muốn cảm ơn cô, gửi một lời tri ân đến cô. Các trò đến thăm chúc Tết mình thực sự là rất là hạnh phúc. Bởi vì đây là cái tình cảm của các con. Từ những cái tình cảm yêu quý của học trò cũng là một cái nguồn động lực rất là lớn. Để mình từ đó luôn luôn nỗ lực hết mình để thay đổi phương pháp giảng dạy, rồi đem lại những cái bài học có ý nghĩa, có giá trị đến các học trò của mình. Chia tay những học trò của mình, mẹ con cô Hương lại cùng đồng hành tới thăm thầy giáo Vũ Đình Tư, giáo viên chủ nhiệm thời trung học phổ thông của cô Hương. Ra trường đã gần 30 năm, tóc thầy đã bạc phơ, trò cũng không còn nhỏ dại, nhưng cuộc gặp gỡ vẫn đong đầy cảm xúc, như là khi biết cả hai người con của cô Hương đều mong muốn nối nghiệp sư phạm của mẹ. Tình thầy trò không phải từ món quà đắt tiền, mà chỉ đơn giản là luôn nhớ về nhau, về quãng thời gian đẹp của tuổi học trò. Cũng có nhiều khóa, nhiều lớp, nhiều nhóm ấy, tranh thủ gặp mặt thầy trong phạm vi những ngày Tết. Các em nó bảo, chúng con nhìn thấy thầy vẫn như xưa, chúng con mừng lắm. Nhìn thấy các em được trưởng thành là chúng tôi rất là phấn khởi, rất là mừng. Thưa quý vị và các bạn, có một nhà giáo đã từng chia sẻ với chúng tôi, trước khi trở thành người thầy, họ cũng từng là những học trò. Họ duy trì phong tục
mùng 3 Tết Thầy và học trò của họ tiếp tục tiếp nối. Cứ như vậy, từ thế hệ này sang thế hệ khác đã góp phần truyền ngọn lửa về một đạo lý của dân tộc, đó là tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn. Thưa quý vị và các bạn, với những người thợ điện, Tết là quãng thời gian mà họ phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phải tạm xa tổ ấm gia đình, gác lại niềm vui đoàn tụ ngày xuân để bảo đảm dòng điện an toàn cho người dân được vui xuân trọn vẹn. Đằng sau đó là sự hy sinh thầm lặng của người thân, họ là hậu phương vững chắc, góp phần để người ở tiền tuyến hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là giáo viên, chị Yến đã quen với những ca trực của chồng mình mỗi khi Tết đến. Gần 20 năm kết hôn với anh Minh, cán bộ kỹ thuật trạm 110kV. Ngày 29 Tết Giáp Thìn, bắt đầu bước vào kỳ nghỉ của viên chức. Việc đầu tiên của chị là dọn dẹp nhà cửa, bày biện ban thờ trong gia đình. Tết năm đầu tiên, khi đó chúng tôi vừa mới cưới nhau, anh đi trực từ mùng 1 đến mùng 3 Tết. Tôi cũng không nghĩ ngành điện vất vả như thế, hụt hẫng và cảm thấy rất tủi thân. Khi đó thì là tôi là dâu mới, cái gì cũng lạ lẫm, muốn là chồng ngay bên cạnh để chia sẻ. Sau đó thì anh cũng phân tích, động viên, thì tôi cũng hiểu về công việc của anh ấy và cũng thông cảm vào cái nghề nghiệp của anh ấy. Cắm hoa trang trí, nhà cửa đón Tết vốn đã được người vợ này là 17 năm qua. Kể từ khi kết hôn với anh Hà, công nhân kỹ thuật vận hành tại Điện lực Mỹ Hào, là nhân viên thu ngân cùng cơ quan, nên chị Yến rất cảm thông với sự vắng mặt trong những ngày Tết của chồng. Đến bây giờ thì em cũng đã quen với cái sự vắng mặt phải đi trực, đi làm của anh rồi. Giờ thì em cũng rất là tự hào về cái công việc của anh để làm sao mà đảm bảo được cái nguồn điện cho người dân đón Tết vui vẻ. 14 giờ ngày 30 Tết Giáp Thìn, tại trung tâm điều độ công ty Điện lực Hưng Yên, mọi thông số của hệ thống điện đều ở ngưỡng an toàn. Bởi đây chưa phải là giờ cao điểm có công suất tiêu thụ cao nhất trong ngày. Trên 15 năm công tác tại phòng điều độ, anh Quân đã chứng kiến trong ca trực nhiều kíp phải xử lý tình huống sự cố xảy ra trong đêm khi Tết đang rộn ràng. Cái đêm giao thừa hoặc những ngày gần Tết thì là công việc trực là rất là vất vả. Nhiều cái sự cố thì anh em có thể là đến mùng 1 mới về đến nhà. Mong muốn là người dân san sẻ cùng ngành điện, tránh dùng các cái thời điểm cao điểm nó quá tải cục bộ. Tết năm nay mong muốn các anh em trực ca không còn phải vất vả sự cố đêm giao thừa. Tết năm nay cũng muốn người dân san sẻ cùng dùng điện nên điều tiết, tránh cao điểm chiều đêm. Nguồn điện ngày Tết không chỉ là điện sinh hoạt ngày đặc biệt, mà đây còn được toàn ngành điện Hưng Yên coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chính vì vậy, với 74 ca trực vận hành, việc phân công nhân lực phương tiện đã được tính toán kỹ lưỡng và chú đáo. Phân công trực 24/24 giờ và phân công đủ lực lượng ứng trực tại trụ sở điện lực khi mà có tình huống khẩn cấp xảy ra. Xuân đã về với mọi gia đình, ánh sáng lung linh từ những ngọn đèn công cộng đến ngọn đèn tinh dầu thơm ngát trong gia đình đã xóa đi lạnh giá bằng sự ấm cúng với tinh thần trách nhiệm của những người lính mang màu áo cam Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, với những gia đình có người thân đang lao động học tập và làm việc ở nước ngoài, việc về nhà ăn Tết không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên, Tết với họ, dẫu xa hay gần, vẫn luôn có đầy đủ vị yêu thương, sẻ chia để mỗi thành viên lại có thêm niềm tin, động lực cố gắng hơn trong năm mới. Đến giờ rồi, chuẩn bị nên làm lễ thôi. Năm nay là ông nội mới lại bố mẹ Hùng là không về được ăn Tết với mấy bà con nhà mình rồi. Tết năm nay của chị Nhung thiếu ba thành viên trong gia đình. Chồng chị đi công tác ở tỉnh ngoài, con trai và con dâu đang học tập và lao động tại Nhật Bản đã được 4 năm. Mặc dù công việc rất bận rộn, thế nhưng các con chị vẫn không quên chuẩn bị mâm cơm cổ truyền trong ngày Tết. Giây phút sum họp trong thời khắc chuyển giao năm mới của gia đình được gửi cho nhau bằng sự quan tâm động viên qua màn hình điện thoại. Bọn em có ăn Tết không? Con có, năm nay cũng mua con gà với bánh chưng mẹ. Có quay sổ hàng không? Giò đây, giò dai mẹ ngon. Ừ, ngon gì? Đấy. Động viên các con rồi, các con cũng động viên bố mẹ. Tất cả vì kinh tế gia đình cho nên tất cả phải cố gắng. Mong một cái Tết gần nhất để đầy đủ các con rồi chồng về ăn Tết cho nó vui. Mặc dù ở bên Nhật không có Tết cổ truyền như Việt Nam, nhưng bọn em vẫn không quên làm mâm cơm để nhớ về truyền thống của quê hương và gọi điện về cho người thân và gia đình. Mong rằng Tết sang năm sẽ được trở về quê ăn Tết.
May mắn hơn gia đình chị Nhung, Tết năm nay, gia đình chị Mây ở thị trấn Trần Cao được đón Tết cùng con trai sau 3 năm làm việc tại Nhật Bản. Mấy năm đón Tết xa quê khiến cho giây phút đoàn tụ ngày Tết, những công việc chuẩn bị dọn dẹp trang trí Tết vốn rất quen thuộc trở nên thật đặc biệt với Thế Anh. Ăn Tết xong, không chỉ Thế Anh mà thêm cả em gái đều tiếp tục xa gia đình để bay sang nước ngoài du học. Thực sự thì em rất là nhớ gia đình và bố mẹ, quê hương. Em muốn bay về luôn gặp bố mẹ, thăm gia đình. Cháu về ăn Tết thì cũng đi thì cũng rất nhớ, nhưng mà thôi thì công việc mong cháu là sang bên đấy thêm một vài năm nữa để về xây dựng cho gia đình nó được ổn định. Một mùa xuân mới lại về, những con đường mới cũng đã mở. Tết xa quê chắc chắn sẽ không còn xa, bởi dù có ở nơi đâu, song hương vị Tết quê nhà, khoảnh khắc sum họp bên người thân sẽ luôn là động lực to lớn để mỗi người, mỗi nhà cùng cố gắng phấn đấu, để rồi họ cùng hẹn ngày về đón Tết đoàn viên. Việc trồng chăm sóc hoa cây xanh tại các tuyến đường nông thôn đã tạo cảnh quan vệ sinh môi trường, đồng thời mang lại diện mạo mới trên những tuyến đường kiểu mẫu tại xã Nhật Quang, huyện Phù Cử. Tuyến đường trục thôn Quang Yên được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách của xã 5,3 tỷ đồng, còn lại là nhân dân hiến đất công trình, ngày công lao động. Ngoài ra, vận động xã hội hóa được 40 triệu đồng, lắp đặt bóng đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng tuyến đường vào ban đêm. Chiều dài của tuyến đường là 830 m, chiều rộng mặt đường 5 m và lề đường 2 m. Dọc bên lề của tuyến đường có 110 bồn cây hoa giấy đang đua nhau khoe sắc, tạo cảnh quan môi trường tươi đẹp. Có được diện mạo sạch đẹp như hôm nay là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm cao của cán bộ người dân trong thôn. Đây cũng là tuyến đường đạt giải nhì trong cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên năm 2022. Người dân là rất phấn khởi, tự hiến đất, hiến các công trình phụ trợ để mở rộng các cái tuyến đường, mà tự mang cái cây cảnh ra mé các cái trục đường ấy để làm cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tạo bóng mát, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường. Năm 2024 này, thành phố Hưng Yên có kế hoạch trồng khoảng 1.600 cây nhân dân như kèn hồng, bằng Đài Loan. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên hỗ trợ 300 cây kèn hồng và 300 cây bằng Đài Loan. Để đạt được kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên đã giao chỉ tiêu cho từng ngành đoàn thể địa phương trồng và gắn với chăm sóc theo số lượng cây tuyến đường. Việc trồng cây nhân dân gắn với thực hiện chuyển đổi từ đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây lâu năm và cây có giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Hưng Yên thành đô thị loại 2 văn minh, xanh sạch đẹp vào năm 2025 theo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Tết là thời điểm của nhiều cuộc liên hoan, chúc nhau ly rượu, cốc bia, mừng năm mới. Cũng vì lý do này, các vi phạm liên quan tới nồng độ cồn sẽ có chiều hướng tăng nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông do bia rượu gây ra. Trong ngày nghỉ Tết đầu tiên, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra các vi phạm về nồng độ cồn. Quốc lộ 39A qua địa bàn thành phố Hưng Yên, một trong những trục đường cửa ngõ vào thành phố. Do đó, các chốt kiểm soát nồng độ cồn thường xuyên được tổ chức từ trước Tết với phương châm không có ngày nghỉ. Bên cạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn, trong đêm 30 Tết, đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn phát hiện một số vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi tăng cường tất cả các ca tuần tra kiểm soát khép kín 24/24, đảm bảo trật tự an toàn thông, đặc biệt về vi phạm về nồng độ cồn. Đội cảnh sát giao thông số 2 đã phát hiện là 4 trường hợp là liên quan đến nhóm thanh thiếu niên đi xe không biển, không gắn biển số, lượn lách đánh võng trên đường. Phát hiện 2 trường hợp, một trường hợp là kiểm tra trong cốp xe thì phát hiện có 4 quả pháo tự chế, và một trường hợp trong cốp xe thì kiểm tra phát hiện có 2 cái đoạn côn 3 khúc. Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm soát vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường cửa ngõ khác ra vào thành phố Hưng Yên như quốc lộ 38, một số đường tỉnh như DT379, DT376. Qua đó đảm bảo an toàn giao thông cho người dân vui xuân đón Tết. Qua công tác kiểm tra, đa số người tham gia giao thông đã nghiêm chỉnh chấp hành, nhất là về nồng độ cồn. Kể cả từ chạy xe tải hay chạy xe du lịch cũng không có uống rượu bia gì hết, kể cả đi xe Honda hay là gì đó. Đương nhiên là em sẽ không uống rượu uống bia khi tham gia giao thông rồi, vì là chỉ kể cả một chén hay hai chén thì nó cũng sẽ lên nồng độ cồn và mình sẽ bị phạt, nhất là như thế. Thứ hai là mình cũng có thể gây tai nạn cho chính mình cũng như là cho chính người khác nữa.
Theo thống kê, trong 3 ngày nghỉ Tết, Công an tỉnh và Công an các địa phương đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm liên quan đến vi phạm nồng độ cồn, giảm nhiều so với những ngày thường. Việc tăng cường kiểm tra vi phạm nồng độ cồn đã giúp kiềm chế tai nạn giao thông và hình thành văn hóa giao thông nói không với bia rượu khi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày Tết Giáp Thìn 2024, từ ngày 30 đến hết ngày mùng 2 Tết, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên khá ổn định, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Về trật tự xã hội, phát hiện bắt 2 vụ, 3 đối tượng vi phạm, về tàng trữ hàng cấm pháo nổ, tăng 1 vụ, 2 đối tượng so với năm ngoái. Về tệ nạn xã hội, không xảy ra vụ việc nào so với 3 ngày Tết năm ngoái, giảm 2 vụ, 2 đối tượng. Trong 3 ngày đã xảy ra 2 vụ cháy tại huyện Văn Giang và Quảng Châu. Không có thiệt hại về người, xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Cùng với đó, tại một vài nút giao thông chính xảy ra ùn tắc nhẹ.